Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi ạ. Hôm nay thì em lại lên video review và báo giá trực tiếp cho bà con 4 con máy sới này. Hôm nay thì chỉ có lên máy sới thôi, sới nhảy cào cào và cái dòng sới đuôi lớn nhá. Đấy thì thương hiệu là Honda này và Yamaha. Ba con Honda cào cào sới nhảy Honda đây rất là đẹp. Nói chung là phần trong còn cực kỳ ok. Phần trong còn cực kỳ ok bà con nhá. Đó. Đây tay lái inox này. Đó. Ba con sới nhảy cào cào đây thì rất là gọn gàng, nói chung là làm những công việc cho bà con là sới đất này, cày đất này và chia luống nhá, vun hàng tách hàng. Đó. Và một con máy đến từ thương hiệu là Yamaha IG8, một máy rất là to và lớn, công suất là đi 8 ngựa bà con nhá, 8 ngựa của Yamaha. Động cơ máy xéo, máy nghiêng, nói chung là đời cao nhất của Yamaha rồi. Thì cũng lâu lâu được mấy con máy đẹp thì chia sẻ lên video cho bà con để bà con xem. Đặc biệt là chia sẻ thêm cho bà con để con xem là tìm được cho mình những con dòng máy nào cho nó phù hợp với công việc nhé. Hiện tại thì bên em còn rất nhiều dòng, dòng thùng phi này hay là các cái dòng sới đuôi hay là dòng sới một giò nhá. Đó còn rất nhiều. Đấy thì bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp. Đấy số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video. Số điện thoại là 0967 702 477 nhá. Đó bà con cứ gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn, đặc biệt là quay cho bà con nhiều dòng máy hơn. Ví dụ như là một bánh này, hai bánh lỡ này hay là các cái dòng máy cào cào sới nhảy này. Đó thì rất nhiều thương hiệu khác nhau. Đó, như mấy con Honda này thì nhảy cào cào, chuyên sới tơi đất, sới đất, cài đất. Đó, làm nói chung là các bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ đều có thể sử dụng được. Tại vì là nó rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Nó có mấy chục ký thôi, 35 ký, 40 ký thôi. Nó rất nhẹ nhàng bà con nhé. Rồi các cái, rồi con máy Yamaha đây thì báo giá luôn cho bà con này. Các cái con máy Honda này thì giá của nó chỉ có đi giá chỉ là 4.200.000 nhé, là bao ship tới tận nhà trong tình trạng như này, 4.200.000 nhé. Đó, bà con mua thêm lưỡi cày chưa luống hay là mua thêm cái gì đó thì em sẽ tính thêm cho bà con nhé. Đó. Rồi nó hơi mưa một chút xíu, em phải kiếm cái nón để em đổ nó. Các cái phụ kiện thì bên em có sẵn rất nhiều lưỡi chia luống này. Lấy cho anh cái nón. Trên đầu. Để đấy. Đấy các cái phụ kiện như lưỡi chia luống tách hàng này, đó hay là sới nhảy cào cào hay là bộ tạt luống này. Nói chung phụ kiện thì nhiều lắm bà con, rất là nhiều nhá. Đó bà con mua thêm các cái cùi này. Đó. Hai ơi, tở cái ô lên che cho anh ấy. Tở cái ô lên. Đó, các cái lưỡi tạt này. Đó, đây các cái đơn hàng mà đóng hàng cho bà con đây. Lưỡi tạt rồi là cùi tạt, cùi điếc là bên em đầy đủ hết bà con nhá. Đó, lưỡi sới này. Đó, cùi tạt này. Rồi là bánh lồng cũng đầy đủ luôn. Bánh lồng. Đó. Đấy thì bà con mua hàng thì cứ gọi trực tiếp nhá. Số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video á. Đó, còn đây là các cái đơn hàng mà bà con đã đặc biệt là dọn lên cho bà con. Xem một số đây. Đấy thì hôm nay trời mưa nhưng mà rất là mát. Bên em thì thời tiết rất là mát nên là có một các cái video con máy này đẹp nên là sẵn sàng quay cho bà con để con xem nhá. Đấy con Honda, Honda F200 này. Thì con này nó là chuyên sới rồi, chuyên sới nhảy cào cào, máy trục đứng nhá. Máy trục cắt đăng trục đứng. À đây, trục cắt đăng trục đứng rồi con nhá, trục cắt đăng trục đứng này. Được chưa? Đó. Thì con này thì nó rất là ok, máy móc đẹp đẽ sạch sẽ. Giá chỉ có 4.200.000, bô inox này. Bô inox bà con nhé, đây bô inox này, đúng chưa, bô inox này, máy móc sạch sẽ nguyên. Đó, cực kỳ ok, chưa reset gì hết. Đấy giá của nó chỉ có 4.200.000 là bao ship tới tận nhà thôi. Đó thì bộ liềm sới là em thay liềm sới mới tinh cho bà con luôn nhá, thay liềm sới mới tinh luôn. Đó, các cái này thì nói chung là đây. Máy móc của nó cực kỳ đẹp luôn, ok hết, sạch sẽ đẹp đẽ nguyên, ốc bảy màu hết, bô sáng xịt trắng tinh này, đúng chưa. Đó thì nói chung là mấy con này thì nó cái độ đẹp của nó là như nhau hết, nhưng mà đấy bà con nhìn thấy bô này nó chưa có reset này. Đây nhá, có ba ở đây, chỉ có ba con thôi. Đó thì một số bà con cũng yêu cầu là quay các con lên cào cào để xí nhảy, thì hôm nay em lên trực tiếp luôn để bà con xem nhá. Đó, tay lái inox này, đúng chưa. Nói chung là Honda thì nó sẽ thiên về cái thứ nhất là nó phụ tùng thông dụng, phụ tùng của nó rất là thông dụng rồi. Thứ hai nữa là cái động cơ của nó đời cũng rất là cao. Thứ ba nữa là cái nhiên liệu của nó ăn ấy nó rất là, nói chung là nó rất là tiết kiệm, nói chung là nó tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đó. Đây. Máy móc còn cực kỳ ok, bô ghế đây đẹp béo nguyên nhá. Nói chung là nó sáng sủa nguyên.
liềm sới là đây, cục đứng đây, sạch sẽ nguyên này. Em thay liềm sới mới hết luôn cho bà con để mà đỡ lan tan. Tại vì là cái Honda này là nó xài cái liềm rất là ngắn, liềm vuông rất là ngắn. Đó, em thay cái liềm mới này nó sẽ dài hơn, nó bới sâu hơn và tơi hơn nhá. Đó. Rồi. Thế thì ba con đều đẹp như nhau hết. Ba con đều mới tinh như nhau. Đó. Thì nói chung là các cái dòng này thì đều bảo hành cho bà con 6 tháng nhá, đều bảo hành cho bà con 6 tháng. Đó, bà con mấy con này cũng đẹp này, tay lái inox đẹp quá trời luôn. Rồi. Đó, máy móc thì sẽ nguyên này. Điện của nó điện ngoài 100%, điện này của Honda thì nói chung Honda thực sự ra là nó có cái gì đó nó yên tâm lắm bà con, rất là yên tâm, tại vì là cái phụ tùng nó thông dụng lắm, nó ổn định nữa, phụ tùng rất thông dụng luôn. Đó. Thì giá ba con này đều là 4.200.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé, 4.200.000 một con, những con máy phần trăm còn đẹp như thế này, bình xăng nhựa, mấy con này là xài bình xăng nhựa hết bà con nhé, bình xăng nhựa hết này, Honda F200. Đó, thì giá của nó thì thực sự ra là bọn em vẫn giữ một mức giá là vẫn giá cũ thôi. Đó, còn chắc khả năng trong cái thời gian tới thì nó có thay đổi một chút, tại vì là cái lượng hàng nó đang chuẩn bị về và từng theo thời điểm. Đó. Dàn file của nó sẽ gồm 4 hàng dao nhá, 4 hàng dao. Đó, tất cả đều 4 hàng dao hết. Bà con muốn gắn thêm hàng dao thì sẽ gắn thêm hàng dao cho bà con nhá. Bà con muốn nối thêm, em sẽ nối thêm, nó chỉ thêm vào mấy trăm ngàn thôi, 300 ngàn thôi, 300 rưỡi thôi. Thêm vào tổng khoảng 300 rưỡi nữa là bên em sẽ nối thêm liềm sới cho bà con, tổng cộng là 6 hàng dao nhá. Rồi. Đó, máy móc đẹp đẽ sạch sẽ nguyên, ba con cầu cá Honda. Rồi. Tiếp theo đến con Zangma IG8. Con Zangma IG8 đây là một con máy mà tức là nó chuyên sới, cày ruộng, bừa ruộng, kéo thùng rơ móc, kéo cày trâu cày lật, gắn bánh lồng bừa ruộng nước lụt thụt nhá. Và công suất của nó đến 8 ngựa rất là mạnh mẽ. Đây. Động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV nhá, là một trong những cái động cơ mà đời cao nhất của Zangma. Nói chung là Zangma hiện tại nó đang sử dụng cái động cơ này là động cơ cao nhất, đời cao nhất đó. Đây bà con. Đây công suất của nó là đi 8 PS nhá. 8 PS này đúng chưa? 8 PS. Máy móc cực kỳ sạch sẽ luôn. Đó. Động cơ Zangma OHV, Zangma OHV GA220 này. OHV Zangma GA220 nhá. Đó. Có lọc bụi bằng nhớt trắng tinh này. Nói chung là con này thì phần trong còn cực kỳ ok. Lốp là chưa có một vết rạn nứt gì hết á. Lốp này là lốp 500-12 nhá. 500-12. Make in Japan này, đúng chưa? Make in Japan. Đó. Đỏ tươi nguyên, ốc ác còn vàng bươm. Đó. Đây, hộp xích rất là lớn. Thì Zangma này thì nó có một cái ưu điểm là đời máy nó cao và nó nổ cực kỳ là êm. So với Kubota là nó sẽ êm hơn rất nhiều, kể cả so với Mitsu nó êm hơn rất nhiều nhá. Đó, lọc bụi bằng nhớt. Đây động cơ Zangma đây. Zangma OHV. Đây, Zangma OHV. Được chưa? Zangma OHV. Đó, máy xéo máy nghiêng rất là sạch sẽ luôn. Nói chung là đây là một con máy mà nó là chạy xăng, động cơ chạy xăng, nó chuyên cày, chuyên bừa, chuyên kéo thùng rơ móc, chuyên gắn cày trâu cày lật, gắn mấy lồng bừa ruộng nước ruộng thụt nhá. Đó thì cái chiều cao của nó thì nó của cái khung cầm này nó tầm khoảng 60 mấy phân á, 63-65 phân á, rất là cao nên là bà con không bao giờ sợ lún, sợ lật, sợ lầy nhá. Đó, không bao giờ sợ lún, sợ lật, sợ lầy. Rồi. Đây. Số của nó thì nó sẽ có đi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 số tiến và 4 số lùi nhá, 1 2 3 4 số lùi nhá. 8 tiến 4 lùi. Đó, rất là nhiều số luôn. Bà con có thể lựa chọn rất nhiều vòng tua, nhanh chậm, tốc độ cao đều có hết bà con nhá. Rồi có côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái rất nhẹ luôn này. Đó, Kubota và Zangma nó là hai cái gì đó mà nó thiết kế những cái côn V-size, thực sự ra là nó, mình không thể nào mình có cái khuyết điểm được. Mình không thể nào mình chê được nó. Đây, rất nhẹ nhàng quá. Bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải này. Gài côn trên tay này, đâu này. Gài côn trên tay này, đúng chưa? Đây là cần thỏ rùa nhanh chậm này. Đó, tay ga này. Rồi là đây là phanh này, đây là phanh nhá. Đó. Rồi đây là cần số này, giật nổ trên tay luôn này. Giật nổ trên tay nhá. Có công tắc tắt máy này. Rồi là công tắc đèn này, bật pha thấp pha cao này. Đó thì đây là một con máy mà nói chung là phần trong của nó cực kỳ ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Dàn phay này có thể tháo tách rời ra nhá, để kéo cày trâu cày lật ở chỗ này. Số sới của nó là nó có số nhanh và số chậm đầy đủ hết nhá. Đó, rất nhiều tần số luôn. Bẩm đây, các cái tấm chắn phía sau đuôi đây. Đẹp đẽ cứng cáp nguyên. Bánh lái đuôi đây nhá. Đó. Nói chung là Zangma đây thì nói về cái đời máy thì thực chất ra nó là một cái đời máy thì rất là cao của Zangma. Nó cao hơn Kubota rất nhiều năm. Và cái sự ổn định của nó thì không phải suy nghĩ rồi, tại vì là những cái gì nó đời nó mới nó tích hợp trên con máy này rồi.
Động cơ chạy xăng thì thực sự nó rất là êm. Bà con là nó sẽ nhẹ hơn máy dầu rất nhiều nhá. Nó sẽ nhẹ hơn máy dầu cả 4-5-60 kg. Đó, nên là bà con là muốn nhẹ, dễ xài, hay là đặc biệt là lên xuống ruộng bậc thang đều được hết nhá. Bừa ruông, bừa đầm đều ok hết. Đó, bộ biết đây xám xịt nguyên, đúng không ạ? Con này thì có một cái hộp đèn này, đúng không ạ? Xăng ma. Thế thì thời gian quay chắc cũng chỉ từ mười mấy phút thôi, thì hy vọng bà con là quan tâm video thì có cứ gọi trực tiếp cho bên em nhá. Đó. Có những con máy đẹp hay là có những con máy nào thì bọn em sẽ luôn luôn chia sẻ lên video này để bà con có thể xem tham khảo. Đó, Honda thì thực chất ra là cũng còn một số, nhưng mà em chỉ lên 3 con, phần trong còn tương đối như này thôi. Còn thì ở hiện tại trong kho trong bãi thì còn rất nhiều. Đó. Đấy, một số dòng đây, ví dụ như một số dòng như là Kubota này. Kubota chuyên tạt 8 ngựa rưỡi này, rất là sạch sẽ luôn đúng không ạ? Kubota này, chuyên tạt. Con này rất gọn gàng luôn. Cực kỳ gọn gàng. Đó. Và còn Mitsubishi trục láp này. Đó. 6 ngựa này, rồi là Honda thùng phi đến 8 ngựa này. Honda thùng phi 8 ngựa nha, rất gọn gàng. Đó. Rồi một số dòng nữa thì đây, nói chung là hiện tại anh em là đang tích cực dọn máy và xử lý các cái đơn hàng mà bà con đang đặt. Đó, thì hy vọng là bà con sẽ quan tâm video, đặc biệt là theo dõi đồng hành cùng với bên em trong cái thời gian tới nhé. Thì sẽ có những đợt hàng mới sắp về nữa thì sẽ chia sẻ với bà con tiếp theo. Đó. Rồi. Địa chỉ cửa hàng của bên em là thuộc tỉnh Đắk Nông bà con nhé. Bà con quan tâm thì cứ đến trực tiếp hoặc là ngồi tại nhà cũng có thể mua hàng được nhé, cũng có thể mua máy được. Đó, rất là dễ thôi. Rồi, thời gian thì trong thời gian tới thì sẽ về những lô hàng mới, chắc chắn là sẽ có những máy móc thú vị hơn nữa đăng lên cho bà con xem nhé, để bà con tham khảo và tìm mua cho phù hợp cái công việc, đặc biệt là cái giá tiền mà mình muốn mua. Đó. Rồi, Zhongma EQ8 này thì nói chung là phần trong cực kỳ đẹp. À quên quay dàn phay nữa. Nói lan man hơi nhiều. Dàn phay đây bà con. Dàn phay đây. Đúng chưa? Đỏ tươi luôn. Đúng chưa? Đỏ tươi nguyên. Nó trơn tru. Đó, rất là rộng luôn. Rồi, bánh lái đây. Đẹp đẽ nguyên nhá. Đó thì quên báo giá cho bà con. Con máy này giá là đi 15 triệu nhá. 15 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. 15 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Bao ship tới tận nhà. Rồi ok. 4,2 triệu một con Honda F200. Máy cực kỳ đẹp. Rồi là trơn tru, bảo hành 6 tháng. Mọi thứ là sẽ đảm bảo là không rỉ nhớt rỉ nhau. Máy không ra khói, giật dễ nổ. Và trơn tru tất cả về phần côn, ga hay là động cơ nhé. Đó. Rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video nhé. Bà con quan tâm hoặc muốn mua dòng máy gì thì cứ gọi trực tiếp. Số điện thoại là em để ngay bên dưới phần mô tả video á. Số điện thoại là 0967702477 ạ. Đó, bà con cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi cho bà con nhiều cái dòng máy hơn nữa. Đó. Hiện tại thì vẫn còn một số dòng rất là thú vị nữa. Rồi ok, cảm ơn bà con nhé. Em chào bà con ạ.